Thưa quý vị, trong ngày 28 tháng 2, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức trao giải báo chí thường niên mang tên Ngọn Lửa. Đây là năm thứ 6 giải được tổ chức và tham dự với giải lần này có khoảng hơn 1.000 tác phẩm được công bố trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản trong năm 2022. Và qua 3 vòng từ vòng sơ khảo cho đến trung khảo, ban tổ chức đã chọn lọc được 36 tác phẩm xuất sắc, trong đó có 4 giải A, 6 giải B, 11 giải C và 15 giải khuyến khích. Một số tác phẩm tiêu biểu được trao giải lần này như Đổi mới công tác quản lý tài sản công gắn với phòng chống nhóm trục lợi trong lĩnh vực quốc phòng của tác giả Trịnh Văn Quyết. Phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài cần đột phá toàn diện từ chính sách đến từ thực tiễn của tác giả Trần Thu Minh, Ngô Xuân Thủy. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính phủ, những vấn đề đặt ra và định hướng giai đoạn mới của tác giả Trần Quốc Toàn. Tỉnh An Giang phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của tác giả Lê Hồng Quang, v.v. Trong giải lần này, bên cạnh việc quy tụ nhiều cây viết là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu có tên tuổi ở các viện, học viện thì cũng đã có rất nhiều cây bút trẻ tham gia. Cái giải thưởng Ngọn Lửa cũng như là cá nhân cái bài viết ấy thì cũng có những cái đóng góp nhất định đối với công tác xây dựng Đảng. Ví dụ như là đối với Ban Tổ chức Trung ương thì năm nay có một cái đề án trình Bộ Chính trị về công tác phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài. Do đó thì việc mà có những cái nghiên cứu bước đầu để chuẩn bị các cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc mà trình các đề án trình Trung ương thì đây cũng là một cái nhiệm vụ mà lãnh đạo ban giao. Đặc biệt là đối với những người viết trẻ như chúng tôi thì cũng không có quá nhiều kinh nghiệm cũng như không được đào tạo chuyên sâu về công tác lý luận. Trên chính vì thế thì cá nhân tôi cũng là vừa công tác vừa học tập và vừa tự tích lũy kinh nghiệm, học từ thầy, từ bạn rồi từ đồng nghiệp. Thế và rồi học từ chính những cái tác phẩm của các cái chuyên gia, các cái nhà nghiên cứu đã được đăng tải trên Tạp chí Cộng sản trong nhiều năm qua thì tôi cũng tự trau dồi và rèn luyện bản thân ở cái lĩnh vực này. Và chính vì thế thì có thể nói rằng đây cũng là một cái niềm tự hào đối với tôi. Giải báo chí Ngọn Lửa được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh các tác giả, tác phẩm viết lý luận và chính trị có chất lượng, đầu tư nghiên cứu công phu, mang tính phát hiện, tổng kết thực tiễn, có phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, tư vấn và cung cấp các luận cứu khoa học, phục vụ việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống. Cũng tại lễ trao giải, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã phát động giải Ngọn Lửa lần thứ 7.